cô chú anh chị và các bạn đang xem kênh Hương Cù Lao nha. Chào cả nhà. Bên đây Nam với cha với Dương Út ra cái mưa vườn của nhà bà cô, mình hái ít rau muống với ít bông súng về mình làm cái bữa cơm trưa nha cô chú anh chị. Cái mùa này rau muống quá trời luôn nha. Cái này là rau muống đỏ nha cô chú anh chị, rau loại mà rau muống vườn á, một dải. Cái loại này thì mình nấu kem chua cũng được, mà mình xào tỏi cũng rất là ngon. Với làm dưa Út nha. Cái này là mình làm dưa ngon lắm rồi. Dạ. Mấy mương này thế gì chứ đọt không bằng cái mương ngoài vỏ lúa. Vỏ lúa cái mương đó đọt con muốn bành thôi. Cái này làm như nó dày quá, cái đọt nó hơi ốm. Ở đây mình cũng có cái một dây nhãn lồng nè, cái này là mấy cái trái nè. Hồi xưa Út, hồi nhỏ nhỏ qua đây nè, cái mấy cái trái này mà nó chín á. Trời ơi. Để ăn nha. Nó chua chua ngọt ngọt. Hồi xưa nhiều hay bây giờ hay ít hay không? Bây giờ ít rồi. Hồi xưa là trái đi theo trong vô vườn đó. Dạ. Cái này đang kiếm dây nhãn lồng. Còn nhỏ cả nhà đang bẻ đang ăn. Mà cái này nó còn sống nè. Đúng rồi, nó chín nó chua chua ngọt ngọt cũng ngon á. Nó chín là nó màu vàng với màu đỏ. Đúng rồi, trời kiếm cái chảo mà nó bọt hươn hươn nè, nó mới có đọt non không. Cái nó là như là nó ít đọt, nó bọt đọt mập thôi. Mập mập. Con muốn này về tính bắp gỏi gì vậy? Cái này hả? Ăn nóng, ăn sống. Mình cái đó là kiểu cái như là mình chưng mắm hay gì đó. Thì qua bẻ con mớ nấm mà đang cũng súng á. Cái bông súng này nè, cái bông nó ăn được nè. Được thì người ta ăn bông quá. Nhưng mà cái bông này nó cứng á kiểu này. Người thấy thấy tao lặt cái bông ta ăn không à. Nhưng mà mình không thích ăn cái bông. Gì ơi? Chị đi. Đồ của cha hả? Ừ, cha. Ừ. Chú. Đang làm gì vậy? Sáng ăn mày ơi. Chào Hương Cù Lao. Cù. Đi vô Hương Cù Lao chơi nè. Ăn mày rồi đi ha. Dạ vậy mà cũng có con đu đu ăn nè, con gì ăn chánh thôi chưa? Đuông á. Đuông đỏ nữa đó. Cái này phải sạch đây nè. Phải sạch thuốc. Này là mình bắt gặp bà ngoại đang đi ra chồi. Chắc đi ra quay đây. Không hay không hay. Cái gà bữa nay nó tập trung vô đây dữ vậy ta. Nó dạng lắm. Mấy gà này nó đi ngái hao chứ nó không chịu. Không chịu đi. Như là chưa có phần nào chứ nghe cả nhà còn nữa. Mấy gà này lại đụng nó luôn, nó không chạy. Kỳ lắm. Còn bành gốc đó. Đây nè, cà đây đâu. Ra bẻ cà, bẻ chuối đi. Có trái cà tím mảnh bự lắm vậy nè. Đây, 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 cái cà tím. Cái cà này gì mà ăn dai ta. Chào cả nhà nha, tính ra mình ăn biết bao lâu rồi đó, cây cà nè. Nó có trái hoài cả nhà. Anh Mập ảnh mới dọn cái dàn mớp để cho nó có ánh nắng đó. Nè, đang trái nữa nè, trái này chắc còn hơi non. Cái này trái thơm nữa mình mới ăn được. Nó buồn chuối chín luôn kiểu. Chú này hôm bữa vừa ngốc đốn nè. Nó chín nó bị hư thấy nãy luôn. Mình bẻ vô mình ăn. Ủa chú chín này nấu hay là ăn? Cái này nấu nè con, này chú ngự nè. Dạ. Bữa nay chín nó bốn nãy luôn rồi. Ở trên nó cũng ốp ốp rồi. Mình ăn cái nó dẻo nó không ngon. Bẻ chuối chú gì? Chú già mà thôi bữa nay ăn thử chú ngự này coi nó này, ăn sống ngon không? Chú này mình ăn này cũng như chú dông á cả nhà. Ngon lắm. Nó không có chát nha. Ê, trời ơi, đủ rồi. Đúng vậy.
mẹ mới trái cà đi thôi nữa. Hai chồng ông Mập tối ngày ông ra thấy cà cái ổng lụa, ổng lụa chấm chao ngon lắm, để cho ông khỏi lụa luôn. Bữa nay cô chú anh chị thấy trên bàn là rau toàn rau luôn á. Chào cả nhà. Chào bà cô chú. Chào cả nhà. Bữa nay ăn độn. Ăn độn. Bữa nay ăn độn cả nhà. À, nhiều khi cái món ăn á cả nhà, mà nếu mà có cái món ăn đó mà thiếu rau là nó cũng không ngon nha. Tại vì bữa nay là hương chưng mắm. Đây để vào đây nè. Hương chưng mắm cá lóc quá. Thì phải mình mắm thì mình phải ăn rau nhiều nó mới ngon, mắm cái nước nó ngon rồi mình ăn rau nó ngon ngon hơn nữa. Thì sáng Hương đi chợ có mua được hai con mắm cá lóc nè, với Hương cũng mua ít nấm đùi gà về mình xào, tại vì hôm bữa mấy anh em dở lú đó thì còn được dĩa tép nhỏ nè, Hương cũng muốn xào một dĩa mình ăn cơm. Mình mua thêm được trái dưa hấu nữa, mình xào thập cẩm nha. Dưa hấu này ngọt lắm chứ. Ngọt. Ông mua không nhiều, ký như mắt, ký 10 ngàn. Bữa con mua về bản cho bà vợ chồng con. Hôm qua anh Mập về bản, bà nói trời ơi mày mua dưa gì mà nó ngon gì, ngon dữ vậy. Mấy chị nói giả đó, nói là sao mà mê dưa hấu khách trăm quá trời. Cái nhóm mà thường xuyên ăn cơm có dưa hấu đó, mình thấy ngon. Mê dưa hấu khách trăm. Hôm qua mua về bữa hấm về bản mua cho 2 trái. Nghe quay về bán nó trời ơi dưa hấu mua ở đâu mà nó ngon dữ ngon. Nó để con có về mua cho vài trái nữa. Bà vợ chồng con với vợ chồng con đây dưa hấu vậy đó. Ăn cơm của thằng Bình á. Của chú Sáu đằng này nè. Chú Quẩn. Bà lấy đợt này về bán tới giờ chưa hết, còn ít nữa cũng có canh cho xa. Ừ. Nhúc này bữa nay chắc luộc quá. Ông muốn luộc thì luộc, không luộc thì mình ăn sống thôi. Có đầu xào chứ mình ăn sống quá. Này, hôm qua mới có anh là mình là chạy taxi hay gì đó, chạy xe mà chở khách xuống dân bên Khoa Đại Ngãi mà không biết nhóm là ở khúc nào. Ừ, chị có đọc từ Cần Thơ, chị có trả lời là nhóm mình ở gần đình, gần đình Phụng Tường 2, tại vì ở đây cái đình thì cũng là một cái đặc điểm á, địa điểm. Một cái địa điểm đó là ấp Phụng Tường. Mai mốt mà anh có gì đi ngang nữa là anh hỏi thăm đình Phụng Tường đó, rồi anh hỏi nhóm Hương Cù Lao và Hương Mã Non là bà con mình sẽ chỉ. À Mã Non ở kế đình nghe cả nhà, mà Hương Cù Lao xuống một chút. Mã Non ở nhưng kế đình anh nghĩ chắc chỉ ở Đại Ngãi lên nó dễ hơn, từ Đại Ngãi lên cỡ 2 cây, 2 cây số là ngay, còn đình từ ở Cần Thơ chạy xuống là biết đâu liền rồi. Không, kiểu như mình nói với những khán giả mà người ta đã biết Đại Ngãi rồi á, là người ta sẽ biết ở đây, biết cái đình này đó. Ừ, biết cái đình, tại vì thường khi mấy cái anh tài xế á thì nhiều khi mình nói ở Phụng Tường là ảnh mới hỏi là ở gần đình không, tại cũng có nhiều người ghé rồi. Là như bữa chị Nhan Lê về cũng vậy đó, anh tài xế hỏi chị là chị ở Phụng Tường mà chị ở khúc đình không, ở đình là nhà chị xa không, là kiểu như là giờ biết là ở chỗ đình là nó là cái địa điểm rồi đó. Cái nấm đùi gà này thì mình xào hoặc mình nấu lẩu cũng ngon cả nhà. Nhóm thì hồi đó tới giờ cũng có mua ăn nhưng mà chưa có quay lần nào, bữa nay Hương quay luôn. Này nó vô bọc sẵn rồi. Dạ. Nấm đùi gà vậy. Nấm này là nấm đùi gà nhưng mà này nó có nhiều loại lắm, nó có bự hơn. Nó chả nó như đùi gà. Nhưng mà tại giờ em nói hồi nãy em nói đẳng mà nó bữa nay em mua nấm xào với đùi gà. Nó có nấm đùi gà. Nấm gì? Nấm, người ta nấm mình kêu nấm. Xào đùi gà theo sớm giờ chưa có bán gà. Chưa thấy bằng gà. Tại giờ con nói là dạ con mua nấm gì cay gọi sọc ấy. Xào đùi gà. Nó giống như là vô mánh rồi, chắc gà vậy. Thì chứ tại giờ cha nói là mẹ mua đùn gà gì xào núm mà, chứ đâu biết núm giống cái đùn gà đâu. Ừ. Bữa nào Út Liễu có nấu lẩu ngọt á, mua nấm này, nấm này nè về nhúng á. Nhưng mà Út Liễu trẻ ra rồi Út Liễu dắt rửa cho thêm nhiều nước đó, rồi dắt ráo á, nghe nó bán hộp vậy nhiêu. Bữa nay mắm rồi thì tép luôn quá luôn. Nó bị mùi mắm á. Giờ Hương sẽ ốp mắm nha cả nhà. Bữa nay mình chưng 2 con mắm. Đây là đường với bột ngọt. Mắm nó mặn nên mình không có xài muối. Đây là củ hành tím. Cũng bằng nhuyễn rồi. Hương cho miếng tiêu vô. Mình cho ít tiêu cho nó thơm á. Đây Hương cũng có cho một tấp mỡ với mỡ nước. Mẹ chồng Hương nói mình chưng mắm mà không có mỡ nó không có ngon.
mình chọn nó lên đó cả nhà. Đây Hương cũng cho ít nước nóng vậy, tại mình cũng phải cho nước nóng á cho nó ra nước không có đủ. Mình ốp về cho nó thấm khoảng 15 phút á, mình sẽ đi chưng. Mình nêm lại sau nha cả nhà, tùy theo khẩu vị gia đình mình á. Trộn lên cho nó đều. Mày phiền ha, nó nuốt miếng à. Dựng Út quay ngay cả nhà, nếu mà có gì không rõ thì cả nhà mình góp ý kiến rồi Dựng Út làm lại nha. Nó thèm quá ha. Ừ. Mình cho mấy chiếc ớt vô luôn. Mình sẽ đi chưng. Để đây 15 phút đi chưng cho nó thấm. Này mình sắc củ cải đỏ ra đặng lát mình xào. Xào chung với nấm, với dưa leo. Mình chưng trong cái tô, chưng cách thủy. Để cái nắp này cho nó có hơi lắm. Cũng có nhiều cô chú hỏi sao nhóm Mã Non cũng như Hương Cù Lao sao không mua cái xỉn hấp. Mà nhóm thấy mình hấp gì nó cũng có hơi cả nhà, cho nên mình xài luôn. Tại vì cái chảo sẵn cái đít nó đen rồi. Nếu mà mình hấp bằng cái xỉn thì mình phải chùi. Tại vì lâu lâu mình xài một lần, nên là không cần thiết nên không mua. Ở đây thì mới tép mọi nam cũng ép cho nó dập vậy nè, mình xào. Dập mình xào cho nó ngọt. Hả? Nó dập nước nữa nè. Như này thì tép bạc non. Bữa nay gì đâu nắng thấy ghê mày. Con mới đi ra lộn trước lấy đồ một cái, trời ơi. Gác người luôn. Nó tới 10 giờ mà nắng vậy đó. Ở đây thì cha Nam đang được chết kho rồi. Chết kho quá trời tầm. Chết kho này chín dữ. Chứ sàn vô mùa kho à. Cái này chắc ngọt dữ lắm mấy cha. Ngọt quá ha. Chứ kho thì cái màu nó chín nó khác trái khớp. Nó tái hơn, nó không có vàng vậy. Nhưng mà nó rất là ngọt nha. Đặc biệt cái là nó ngọt là nó ngọt như đường luôn á. Cái kho này chắc cỡ 4kg quá à. Kho này cha mua là bên Bà Cầu á. Bà ký mấy? Mua với chợ. Đâu mua mắc hả? À, 20 ngàn. Cái thò anh nước nó nhiều hơn cái trái khớp mình thế. Nó mình nước. Cái trái nó lớn chắc cái bụi nó tốt lắm. Bụi nó bự lắm á. Mới cho cái trái được hơi lớn nè. Rồi đó vườn con bả đó mới trồng mấy năm đầu á. Trái 60kg. Đó của chị hai đó chị hai gan đó là lúc đó chị thấy cái cây khóm cái trời họ đâu có bự mà trái cho nó bị lớn vậy nè, cái nó sụn xuống cái ông lấy ra chú cầm cái là trái cho nó hết bị. Bác của mình đây trồng trái không bự đâu mà không thấy chú cái người sao lại thăm thăm nữa dạ là chú nhà thấy mà chín nè chín cái ghéo dựng hai ơi cho con xin trái dựng hai. Ông cháu cũng là rồi ông ngày này lạ chưa nữa lạ có biết kìa không cái miệng là nói là Dượng Hai ơi là ở đây lập rồi mà cái miếng đất của Dượng Hai nha trồng tho rất là ngọt nhưng mà vòng vòng đó tho và cầu ngọt không bằng đất đó nữa đó làm như đất rồi chú ơi đại đất sao ừ. Bây giờ còn không giờ ông trồng dừa giờ còn ít chút đỉnh à. Hồi xưa ông trồng còn trồng cây á trồng nhãn mà ông sen á mình ăn với muối ớt được chưa nước nhiều quá kìa chết thò nước quá ha chết thò nước nhiều chứ khóm mà ít chứ cái nhà bữa nào mà mua thò về gọt không được đem nó mập gọt ra khéo cả nhà bắt đầu ăn nha. Em lấy cái dĩa nè. Có dĩa hả? Chơi cũng chuẩn bị dĩa sẵn hết trơn chứ. Bỏ cái cuộn vào đó đi em lấy coi. Rồi đó xé nó bỏ hết đống rồi đó, thấy không? Cắt hai đã bỏ. Đó nè ha. Như đường vậy á. Bỏ đi em đi đổ. Ngọt. Em dưới ngoài này sáng ăn gì chưa? Rồi, con ơi nãy giờ chưa phải không? Chị ba cho ăn thôi, hồi hao cơm lắm nè. Sao vụ. Học sinh
sụp luôn thiệt cũng chơi nha. Nhưng mà ngọt nha. Đi chơi bài đi cái chế thôi ngọt à, là chua cái nhà cái nó ngọt. Ngọt đặng cho cố tình đặng cho ăn cho nó hết. Còn nếu mà ngọt là ổng nói là chua quá. Chồng đi cũng chết. Không, tính ra nó chồng nó dữa mà nó cũng được ha. Không, cái này vừa luôn em ơi. Vừa. Anh tưởng là nó chín hơi nhiều rồi đó. Chế thôi vừa nhà mình với nó đỏ vậy là ăn đi, ăn đi, khỏe vú rồi ăn đi. Mời cả nhà ăn kho nha. Để chồng làm đi. Cho con khúc nãy ngọt này nè. Mày chấm quế không mày? Chấm quế đi. Nè. Tóc quê cho mày nè. Ừ, cái dĩa nó ướt. À, mình mời cả nhà nha. Không ăn chấm quế nè. Nắm tới. Mời cả nhà ăn kho. Kho đầu mùa. Cứng họng hả? Ngọt hết rồi ngọt. Ngọt mà ba. Kho ngọt. Mời cả nhà mình ăn kho nha. Mời cả nhà ăn kho. Kho nước quá trời. Ngọt như đường luôn cả nhà. Không có vườn này nè. Mà mốt qua mua ăn được nè. Nó gớt vậy là sao nè. Mặn. Có mặn không? Muốn không cũng đâu mà. Chứ thôi rồi này, cái anh không muốn chấm luôn á. Ừ. Không cần chấm luôn. Mặn à. Cái muối thò này không khác gì cái miếng dưa hấu. Nước á. Mình ăn hồi sốt ruột mình ăn cơm ngon. À, ngon chèo ơi. Ăn hồi no là nghỉ ăn cơm. Dưa mắm luôn. Dưa mắm thôi ăn. Gia đình mình á thì được có phước một cái là được món gì ngon, được mẹ rồi anh em xúm xích rồi lại người ăn miếng cả nhà cũng cảm thấy vui. Cũng có nhiều cô nói là dính món gì đó. Thấy gia đình Hương Cù Lao, Hương Mã Non, thấy Diễm Phúc có bữa cơm nào cũng có đầy đủ thêm mang kiểu như người thân trong gia đình đó. Bữa cơm nào cũng cảm thấy vui trọn vẹn hết trơn á, cô thấy mà cô ước ao. Hôm qua còn còn anh chưa ăn cơm mà để hoa dư mắm. Dư mà chứ không nguyên mê nè. Nó dư ăn cơm á. Ngon à. Nó bị kẹt cái gai á. Mình cũng cho thêm ít tép mỡ vô cả nhà. Hồi nãy thì mình chế một chút mỡ nước á. Mình có cho thêm củ hành tím với ớt luôn. Chân mắm mà nếu mà không có tép mỡ là không có ngon. Có tép mỡ thì nó ngon. Ừ, nó thơm mà nó béo. Chứ củ hành phải thêm cho thêm ít tiêu nữa. Nãy mình cũng có ớt một chút rồi. Bữa nay mẹ không có để hành lá hay. Có củ hành này con, có hành lá. Mình đậy lại một chút nữa cho củ hành nó chín cả nè. Mình thấy miếng tỏi để mình xào tép cả nè. Cái biết mình nói là nó nóng. Mình xào tép đi. Tết mình để tủ lạnh đó, cái mình lấy ra cái nó hơi bị cái đầu nó hơi đỏ nhưng mà nó hơi bị ương nữa rồi. Mình xào nó hơi đỏ rồi. Ok, nó vô vị đi. Còn tết nó vô vị. Xào rớt đi. Rồi rớt mình xào trước rồi xong mới cái ren này. Ừ, xào rớt nó lâu chín hơn. Là nấm bị già thêm cho đi thành nó cũng lâu chín, nấm này mình xào lâu nó cũng có bị da, mình bắt tỏi mình xào cho nó phèn rồi mình mới để vô. Này thấy được con cây rau cần nữa nó ngon, rau cần thứ hôm bữa mình nó lỡ nó ngon. Dạ. Nhà không có đi vô đó, mình chỗ đó mua, trong đó chỉ có ở chợ thì có một chỗ bán nè, mình không có vô đó mình không có mua được. Cắm đi không? Đó, không. Té không? Té không? Không, da này chắc nó không té đâu. Ừ, dư này chắc cũ rồi. Ồ, ở đó. Chắc đỏ rồi. Chắc ngon. Dư này ngọt. Mình thấy là cái dần da rất ngọt. Dư này mua gắt là mỏng vỏ luôn nha. Mỏng lắm. Không có làm không ớt hả? Dưa gì màu da mỏng dần nha. Dưa biết không? Này hả? Dạ. Này chắc dưa thành long quá. Nó có nhiều loại ha. Nhiều loại đúng không? Dưa
Thành Long mà dưa Hắc Mỹ Nhân rồi dưa năm 599 rồi nè, 522 gì đó giống lắm nhá. Nhưng mà mình đi bà con ra lựa theo cái giống dưa mình đi trồng nó phù hợp với cái thời tiết với cái vùng đất ở quê mình đó. Yeah. Thì người ta lựa chọn cái giống dễ đó người ta trồng. Mãi Hương cũng có để ít dưa leo với lá hành vô nữa nè, chín không thể xúc. Nhìn cái núm này mà mình xào cái nó dịu là nhìn nó giống cái ruột heo. Ăn nó ngọt lắm con, nó thơm mà nó ngọt. Nãy mình về mình cắt mỏng ra cái mình cũng ngâm qua chanh đó cả nhà. Ngâm qua chanh rồi mình để lại nhiều nước. Không biết người ta có trồng bằng cái kiểu như sao? Thuốc đồ không? Meo. Để chút tiêu lên cho nó thơm. Ở miền Tây thì hay ăn tiêu. Nhà bàn tay mình nha, nếu mà như là có tốt clip luôn đấy. Mẹ đi không phải nóng. Thở không được đó. Tạt nữa. Chỗ nào cũng gán hết trơn. Không phải gán mà được. Đầu mồi á, Hương múc ra cho mẹ Hương miếng cái nha, để dối. Đầu mồi là sống dai đó ngoại ơi, sống thọ lắm đó. Đồ, cái lắm mình chân mà nó gã ra gì mới ngon nha cả nhà. Mình để lửa vô riêu á, chân chắc cũng nãy cũng cả tiếng rưỡi á. Thì nghe vậy nó mới lâu nó mới ngon. Múc ra cho ngoại với Thảo Nguyên để dối sao. Hôm nay đặc biệt thì mình chân với tấm mỡ thôi, mình không có để thịt heo vô. Bây giờ gia đình Nam cũng chuẩn bị xong cái bữa cơm trưa. Mời quý cô chú anh chị cũng như các bạn dịp chung với gia đình của Hương Cù Lao nha. Hương mời cả nhà mình ăn cơm với gia đình Hương Cù Lao nha. Hôm nay cả nhà dùng cơm nha. Rồi mời cả nhà ăn cơm trưa luôn. Hôm nay thì mình có cái món là mắm, mắm chưng. Rồi thêm nữa là tét xào rau củ với dưa hấu ha. Đúng rồi, tính ra ăn cơm đó. Ăn cơm trưa với gia đình. Yeah. Mắm này chuối sống chấm mắm nha. Nó còn thiếu mấy món mà đều có nữa thì mình ăn cũng không hết. Cái gì nữa liệu biết không? Bắp chuối đập ra mà ăn chanh vô và chấm với đọt nhắn lòng luộc. Cả nhà mắm chưng nha. Chưng những gà không? Bữa nay là 29 là năm Tây thì đang quay cái video clip này xong rồi tí xíu năm làm chiều nay đăng là cô chú chị mình xem luôn đó. Hiện tại bây giờ là gần 12 giờ. Do là gần tới đám cưới của Hoàng Nam mà Hương với nhóm cũng bận lắm cả nhà, phải lo đủ thứ chuyện hết đó, cho nên là tranh thủ quay Hương Mã Non để có đủ clip để ra đều. Cậu Hương Cù Lao thì đợi tới cái ngày đăng rồi mới quay không. Sáng quay gì đó là chiều 4 giờ là đăng luôn rồi đó. Nên là kêu sao nóng hổi luôn. Cái chuối ngự ngon. Có hôm bữa nhóm ăn bần gì ta? Mà quên xế lịch đó. Mấy ngày không có xế lịch. Cái có chị khán giả nói là sao nói là bữa nay ngày mấy mà tại sao nhìn lên lịch thì nó không có đúng. Do nhiều khi nhóm quên xế cả nhà. Quên xế vài ngày vậy đó. Cái nó đi. Đi suốt cô chú anh chị đi quay suốt rồi Hương Cù Lao thì ít quay đó, thì đâm ra là mình cũng không có coi lịch nên là từ cái chỗ đó mà có quý cô chú anh chị comment nên là bây giờ gia đình Nam quay tới ngày nào thì sẽ lịch ngày đó luôn. Đó. Bắt đầu quay là nhớ cái cô là chị Phương Nguyễn, comment nói ủa sao lịch ngày đó. Thì nó là tại lâu quá không cách nhau cũng xa lắm cả tuần vậy đó, tại vì lâu quá không khi 10 ngày cũng chưa xé. Trời sáng ơi. Đi đồng vòng vườn người về quay đâu có không đâu, giờ giờ tới cô lịch ở bên nhà nội Nam lâu lâu xé cái cỡ nhiêu đi đó, ba em mà lâu lâu cái phải lấy cây kéo cắt á chứ đâu có xé nổi nữa, nó dậy hoài vậy đó. Lâu lâu gỡ mình sốc gì. Tại vì biết sao không, bây giờ mình có điện thoại mình coi à, cho nên là cái vụ lịch cái mình quên á. Nhiều cô chú anh chị hỏi sao mà kênh đạt nút bạc rồi mà sao không ra video thường xuyên, thì cái này Nam chỉ chia sẻ chơi thôi nha cô chú anh chị, không phải là mình than hay là mình cái gì hết nha, chia sẻ chơi thôi. Thật ra thì Hương Cù Lao thì nếu mà quay thì cái view cũng cao lắm cô chú anh chị, nhưng mà cũng chia sẻ thật là không biết là tại vì kênh Hương Cù Lao này có vô network mà không biết cái tình trạng sao đó, Nam Lan liên hệ với công ty từ tháng 3 tới giờ không có lương.
quay bây giờ là gia đình Nam Hư Cù Lao là quay chỉ cầm chừng thôi, cầm giữ cho cái kênh nó còn tương tác. Chứ thật ra là 3 tháng nay là bây giờ qua tới tháng 6 rồi, chưa có đồng lương nào cho ăn, hỏi thì cứ nói gì đâu không à. Nhưng mà thật sự ra thì tới tháng 10 thì hết hợp đồng rồi. Hương cũng có hỏi thăm mấy cái kênh của mấy anh em Hương biết á, thì cũng có vô network, thì cũng nghe mấy anh em chia sẻ là mấy anh em cũng trải qua 4 tháng rồi đó là chưa có nhận được đồng lương nào hết á. Thì mấy anh em cũng cứ tiếp tục quay để cầm chừng, để đợi coi thời gian là còn bao lâu nữa để người ta giải quyết á. Cho nên là cô chú anh chị nhầm người không hiểu thì nói đã nói không có thời gian mà tạo chi một kênh nữa, là nguyên nhân nó là như vậy đó cả nhà. Tại vì mình thấy không ổn cho nên mình mở thêm kênh nữa để mình hoạt động cái kênh kia. Nếu kênh này ổn thì mình sẽ tranh thủ. Chứ giờ ví dụ cả nhà mà đăng lên mỗi ngày mỗi viết thì tiền lương nó cũng không có, mà anh em thì lại không có thời gian mà để ra điều như vậy á. Rồi thêm nữa là mình quay cái chi phí, ví dụ mình mua ngày thứ ít 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 thế gì chứ một tháng cũng tốn nhiều lắm cô chú anh chị. Mà từ tháng 3 tới giờ rồi chưa có nhận được lương nữa. Thật sự ra là cũng không có nhiều đâu, cứ có mười mấy triệu thôi à. Nhưng mà ở quê mà lương một tháng mười mấy triệu vậy, chia ra người tầm 6 triệu 7 triệu là mười mấy triệu mà 2 tháng mấy 3 tháng rồi. Từ tháng 3 là lương tháng 3 là chưa nhận. Nhưng mà tới giờ là tháng bữa nay là đầu tháng 6 rồi, năm tây tháng 6 rồi. Đó thì nó cũng rơi vô vậy. Nhưng mà chưa có chị tính tiền chi phí. Đó thì nó cứ dòm vậy. Rồi quay Hương Ma Non thì kéo đắp qua, cô chú anh chị có lương rồi kéo đắp qua. Kiểu không ai than nha, cái này là chia sẻ để cho cô chú anh chị nào mình xem mình chưa có hiểu được cái hoạt động của gia đình Nam á. Nói chung thì một phần này mình làm vì cái niềm vui, cái thứ hai là cũng vì đồng tiền của chú anh chị, cuộc sống mà mình phải làm, phải có kinh tế thì mình mới sống được chứ. Đâu phải là mình lên mình góp vui là cái là xong đâu, đúng không? Mình lên năm quay thì cũng chia sẻ cuộc sống quê, nhưng mà chính thì cũng là mình kiếm thêm cái thu nhập kiểu như vậy. Nên là mấy hôm nay là cô chú anh chị xem Hương Cù Lao là chỉ thấy là đi bắt cá thì kia. Thật ra mà nói luôn là nhóm nhất là nản, cả nhà nản cho cái kênh Hương Cù Lao là gì, làm không được nhận được lương. Nhưng mà nghĩ tới cô chú anh chị mình rất là thương mến, ủng hộ, theo dõi. Ví dụ như là chừng hai mấy ngày mà không ra clip là cả nhà mình trong nhắn tin comment hỏi thăm. Cho nên là vì chỗ đó là mấy anh em cũng gán tự cho mình an ủi rồi, để có cái động lực để mình tiếp tục mình ra video cho cả nhà mình xem. Cái này là nói chung là 80% là vì khán giả để mà duy trì cái kênh này. Thì cũng hy vọng một ngày nào đó thì cái kênh Hương Cù Lao cũng sẽ được ổn định lại, sẽ hoạt động lại bình thường đó nha. Còn nếu như mà tình trạng này không thì nhóm cũng không biết có được mình duy trì được tới đâu nữa nè. Nói chung là Nam cũng đang khiếu nại, chuẩn bị gửi đơn về công ty để mình kết thúc hợp đồng. Mình nói thẳng luôn, tại vì thật sự ra trong cái hợp đồng có ghi á là trả tiền kiểu như trả cái doanh thu mà chậm trễ này kia vậy đó, 2 tháng 3 tháng gì đó, là mình có thể là mình hủy hợp đồng trước thời hạn. Mà bây giờ là 3 tháng rồi, cứ nhắn tin bên support công ty thì cứ nói là để liên hệ cấp trên để vào trình bày này kia, mà bữa giờ đâu có từng Nam mình nín thinh, là cũng bên kia cũng nín thinh luôn, cũng nói gì chừng. Mà YouTube thì Nam thấy thì tháng nào cũng trả tiền về Google chứ. Ủa Google tháng nào cũng trả tiền về chứ không phải không trả. Mà tại sao không biết, mà tại sao mà chậm trễ mới tới mấy tháng. Bên Hương Mã Non này vẫn lãnh lương được hàng tháng đều. Hương Mã Non thì đúng, đúng rồi. Chậm trễ. Đúng ngày 22 là trễ lắm, mà 23 là có tiền. Mỗi tháng. Nhóm mà nhận được cái nút bạc là một cái danh dự cho nhóm, nhưng mà vui thì có vui đó, nhưng mà nghĩ tới là chợt buồn trong lòng lắm cả nhà. Được cái danh dự, được cái huy chương, nhưng mà thật ra doanh thu thì không có. Cũng như mình để có tiền mình để bỏ ống mà heo năm 7 tháng lãnh lần á. 5 tháng lãnh đã nhóc tiền. Nếu được vậy thì mình cũng gán kiên trì nữa. Không biết có được cái ngày đó. Nhưng mà nhóm quay lên, nếu mà không có nhận tiền á cả nhà thì
Mập với ốm cũng gắng duy trì cái kênh với đi săn bắt rồi em đi ăn cá hủng hỉnh nha, cả nhà cũng ăn chung vui vui với Mập với ốm nha. Nói chung quý cô chú anh chị nào mà nếu thương kênh thì xem ủng hộ cho nhóm. Còn ví dụ như đây là cũng như là một cái chia sẻ mà trong lòng của gia đình chia sẻ ra để cô chú anh chị mình hiểu rõ về cái hoạt động của Hương Cù Lao thôi, chứ thật ra là cũng không có than hay là kêu gì đâu nghe cô chú anh chị. Nếu mà cô chú anh chị nào mà mình xem mà mình cảm thấy mà mình không thích, ví dụ cái video này mình nói gia đình Nam nói những cái lời đó ra không thích thì có thể lướt qua ha, cũng đừng có nặng nhẹ hay là như thế nào, tại vì thật sự ra mình cũng chia sẻ thôi, chia sẻ để cô chú anh chị nắm rõ hơn. Này cũng như là Hoàng Nam mới nói là tại sao mà Hương Cù Lao có đút bạc mà không ra mỗi ngày, là tại vì đó mà mới Hương Vi Ngăn gì đó, tại vì Hương Cù Lao mới ra cách một ngày ra một ngày một clip, thì cả nhà mình cũng xem cũng ủng hộ bình thường đi, chứ YouTube thì nó cũng trả chứ không trả, không trả chậm chút thôi. Đừng nói chi tụi em những lời cái đó chứ cả nhà mình nói gì nó không trả thì không coi Hương Cù Lao chết không, luôn không YouTube trả nhưng mà network sao đó không biết, ví dụ về hợp đồng chứ YouTube người ta vẫn trả bình thường. Mình hương mà non thì mình vô YouTube trả thẳng hả? Mỗi điều là mỗi tháng mà đâu có dễ nữa vậy. Cái dấu này nhanh thầm chành nha. Nó nè, nhỏ mà ăn cô cháu nhìn được con đỡ. Ăn về là quý rồi.